Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày nay em đây em test một con LX6 trắng. Đó, anh ấy thích màu trắng anh em nhá. Nhưng mà thật sự với anh em ấy, em rất thích cái màu trắng của nó này. Bình thường anh em thích là ghép màu đen với màu đen đúng không ạ? Vang màu đen ghép với đẩy màu đen thì nó đẹp đúng không ạ? Nhưng mà em lại thích màu trắng. Và cái bác khách này cũng thích màu trắng này. Màu trắng ghép vào nó cực kỳ là nổi con vang anh em nhá. Và cái màu trắng anh em thấy là hình như là nó đẹp hơn anh em nhá. CNC nó đẹp hơn. Thì con này thì nói chung là rất là đẹp, tí nữa sẽ thử chất âm anh em nhé. Đó, và một con mic BS800. Đó, bác này thì đặt trên website anh Vũ, anh ở Thừa Thiên Huế anh em nhé. Đó, BS800 giá 3,6 triệu này. Đấy, đặt trên website của bên em, nó gửi mail về luôn. Đó, thì ok. Con này thì em đã vừa tháo ra rồi. Đây, và đây hộp của con BS, con ấy đây. Đây, hộp nó chả có gì cả anh ạ, chả có gì cả. Con vang thì bây giờ đây em tiếp tục con sẽ bóc cái con BS800 này anh em nhé. BS800 nhé. Đó, rất là đẹp đúng không anh em? BS800. Con này dòng mic cao cấp anh em nhé. Con này cái chất âm của nó rất là hay. Đó, chuyên cho anh em có thể anh em đi sự kiện được. Đấy, đây là cái tay mic của nó, anh em nhìn chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ đẹp với cái bộ mic này. Giá hiện tại là 3,6 triệu nhé. Con này coi sử dụng là coi neo anh em ạ, coi neo ra tiếng của nó hay lắm, tiếng của nó rất là bắt. Tí hát thử cho anh em nghe nhé. Đấy, BS800. Đấy, cho anh em xem kỹ. Đó, đẹp chưa, quá đẹp luôn. Đó, cái chất liệu làm nó cũng rất là chất anh em nhé. Nó bằng nhôm nguyên khối. Đó, nhôm nguyên khối rất là đẹp đúng không ạ, cực kỳ đẹp, vỉ tím. Ok, và ok bây giờ em sẽ lắp cái bộ mic này lên, anh em nhé. Để cho anh em nghe cái chất âm của combo này, và em cũng chỉnh cái con vang luôn anh em nhé, chỉnh cái con vang luôn. Đấy, chỉnh cái con vang LX6 lên cho bác khách này luôn. Đấy, anh nghe cho anh em nghe cái chất âm của bộ mic này. Đó, chất âm bộ mic. Đây là tiếng mic thôi anh em nhé. 6, 7, 8, 9. Đây là tiếng mic thô của nó anh em. Có thể anh em thể nghe thấy là tiếng mic rất là dày đúng không? Đây là chưa tất cả các phím này em đang để mặc định, tức là để ở 12 giờ đây. Những cái nút trên con vang này em sẽ để 12 giờ cho anh em nghe. 6, 7, 8, 9. Đây là tiếng mic thô. Thì anh em thể nghe thấy cái tiếng mic khá là dày. Dòng mic này thì là dòng mic chuyên nghiệp, nó tiếng nó rất là dày. Cái tiếng dày thì nó sẽ được một cái lợi thế là nó rất là bắt mic anh em nhé. Đấy, bây giờ bắt đầu này em sẽ cho effect lên. Sáu e e sáu e e, đây là tiếng vợt anh em nhé. 1 2. Đó, tiếng vợt. Với cái con vang này thì anh em muốn vợt, muốn echo thì anh em chỉnh nó có một cái nút, nút reverb và nút echo anh em nhé. Đây là em đang để bên tay trái thì nó sẽ là reverb, xoay sang bên tay phải. Đây là có echo. 6, 7, 8, 9. Anh em nghe chưa? Vừa có echo, vừa có gì mà nghe rất là êm đúng không? 6, 7, 8, 9. 6. Tinh chỉnh cái này rất là dễ. 6. Đấy, nó có delay này. 6. Chỉnh rất là đơn giản anh em nhé. Trên cái con vang này thì mấy các em có thể đưa gần vào. Nó có repeat này, reverb này, reverb này, repeat, reverb này, delay này. Có chống ú luôn nhé, nhưng mà ở đây thì em không dùng chống ú. Em sẽ nhả ra để nó ở. Ấn vào nó sẽ là on anh em nhé. Đấy, ấn vào sẽ là on, nhả ra sẽ là ở. Và nó có bass mid check cho phần mic, bass mid check cho phần nhạc. Ở đây thì em sẽ để cân bằng để anh em nghe cái chất âm của nó hay như nào. Ngoài ra thì nó có các kết nối, con vang này có các kết nối như là AUX1, AUX2 này, Bluetooth này, Bluetooth nhé, USB này, optical tức là cổng quang em kết nối với cái TV nhà mình ấy.
áo X này. Thì anh em như em nói, cái màu trắng nó rất là đẹp. Và anh em thể ghép thêm hai thiết bị màu đen và một thiết bị màu trắng, nó nổi, rất là nổi anh em nhé. À, rất là nổi đúng không ạ? Đây là tiếng mic thô, anh em thể nghe thấy nó rất là hay rồi. Rất là dày nhá. Lên effect. Anh em nghe cái tiếng echo gì phần nó có mềm không? Rất là mềm đúng không? Nói chung là nó hay như một chiếc vang số luôn. 6, 7, 8, 9. Kết hợp với cái bộ mic BS800 này thì rất tuyệt vời. Bộ mic cái tiếng nó dày kinh khủng luôn. 6, 7, 8, 9. À, tiếng rất là vang. À đúng, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. À đúng, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6, 7. Thì với cái bộ mic này ấy, bộ mic BS800 này nó có một, nó có hai chức năng nữa. Đó là anh em có chức năng tự ngắt và tính năng thêm nữa của nó là tự năng ngắt là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là nó có cảm biến gia tốc anh em nhé. Đó, cảm biến gia tốc với tự ngắt. Nói chung là một dòng mic chuyên nghiệp thì nó, anh em yên tâm là sử dụng nó rất là chất anh em nhé. Sóng tốt trong vòng 100m anh em nhé. Thì ok, em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe. Với bộ mic mà cái con vang này chỉ có 3.600.000 đồng anh em nhé, 3.600.000 và con vàng giá là 2.800.000 đồng anh em nhé. Thì đây là một cái combo rất là hay để đẩy em sử dụng LT4000, một trong những dòng đẩy 4 kênh và 1000W một kênh anh em nhé. Thì hôm nay test hai thiết bị này cho bác khách, anh em nào có nhu cầu mua hàng em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, em cảm ơn tất cả các bác cùng đã xem video nhé. Hẹn anh em những video clip lần sau. Chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.